Cùng là những gương mặt nổi bật nhất trong dàn sao sau 90, vậy mà những mỹ nhân này lại có hai hướng phát triển đối lập. Na Chát giờ cũng được đưa vào hội biết phấn đấu như Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử, Nhiệt Ba lại bị xếp vào team không chịu cố gắng giống Dương Mịch. Dù dàn Tiểu Hoa sau 85 vẫn còn hoạt động rất bền bỉ, nhưng ai cũng phải thừa nhận là làng giải trí bây giờ đang dần thuộc về dàn sao nữ thuộc lứa sau 90 rồi. Họ không chỉ khuấy đảo màn ảnh nhỏ thôi đâu, mà còn đang dần thế chỗ đàn chị trong các sự kiện thảm đỏ lớn nữa đó. Và theo sự phát triển đó, người ta phát hiện ra họ đã chia thành hai phe rồi, tái hiện con đường phát triển của hai đại diện Tiểu Hoa sau 85 là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Hội biết phấn đấu. Khi nhắc đến cổ lực Na Chát, đa số khán giả sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn bình bông màn ảnh của cô nhỉ. Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ thôi, vì sau khi bộ phim Xuất Nhập Bình An được ra mắt, ai nấy đều phải đổi suy nghĩ đó. Để hóa thân thành người vợ tuyệt vọng, Na Chát không chỉ trưng mặt mộc lên phim để bớt đẹp, mà còn mang đến cho khán giả một cảnh khóc bùng nổ giàu cảm xúc. Dù dự án điện ảnh mới này flop, nhưng diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương đã được người ta công nhận rồi. Đâu chỉ Na Chát, Ngô Thiến cũng được chú ý chẳng kém khi góp mặt trong dự án phim Quyết Tâm Ra Đi. Để hóa thân thành cô nàng Tôn Hiểu Tuyết, nữ diễn viên không chỉ cố tình học tiếng địa phương, còn dành nhiều ngày trời trải nghiệm cuộc sống nữa cơ. Nhờ thế mà màn nhập vai của cô rất thuyết phục, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Và người ta tin rằng với sự cố gắng ấy, chắc chắn con đường sự nghiệp của Ngô Thiến sẽ ngày càng rộng mở hơn. Tim không chịu cố gắng. Nếu xét về mảng tài nguyên, Lý Nhất Đồng mà nhận về nhì thì chẳng ai dám đứng ở vị trí đầu đâu. Mỗi năm cô đóng từ 4 đến 5 bộ phim lớn nhỏ, đa số đều là vai nữ chính thôi. Tài nguyên thì miễn bàn rồi đó. Thế nhưng Lý Nhất Đồng chẳng biết tận dụng cơ hội để cải thiện bản thân, cứ đóng khung mình trong những vai cổ trang xinh đẹp na ná nhau. Chính vì cứ lặp đi lặp lại một vai diễn như thế nên diễn xuất của cô cũng ngày càng công nghiệp hơn, chẳng còn linh khí như ngày xưa nữa. Với người hâm mộ, Cúc Tịnh Y là thần tượng hoàn mỹ nhất đó. Bởi cô một lòng một dạ với sự nghiệp, dành toàn bộ thời gian cho việc ca hát, đóng phim lẫn đi sâu, chẳng sa đà vào thị phi hay những chuyện tình ái. Tuy nhiên, với nhiều khán giả thì Cúc Tịnh Y của hiện tại chẳng khác gì 5 năm trước. Từ tạo hình 4.000 năm không đổi, lối diễn xuất một màu, cho đến việc bám trụ dòng phim cổ trang thần tượng đều khiến đường phim ảnh của cô ngày càng bị bó hẹp, duyên khán giả cũng vì thế mà bị tụt dốc dần đó. Tương tự như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là sao nữ đi lên nhờ ngoại hình. Chính ưu thế đó đã giúp mỹ nhân Tân Cương bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng hàng đầu lứa sau 90 hiện nay, nắm trong tay nhiều tài nguyên quảng cáo và phim ảnh đáng nể nhất. Đáng tiếc là sự nghiệp diễn xuất của cô lại quá mờ nhạt. Dù tốt nghiệp từ trường diễn xuất chuyên nghiệp, vậy mà Địch Lệ Nhiệt Ba lại chẳng biết cách thể hiện cảm xúc, đóng vai gì cũng nhàn nhạt, bảo sao hầu hết các bộ phim của cô đều chẳng được khán giả ủng hộ. Nếu bàn về diễn xuất và số lượng tác phẩm đình đám, Dương Tử là cái tên dẫn đầu đó. Xuất thân là sao nhí dày dặn kinh nghiệm đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1992 chẳng ngại bất cứ vai diễn nào, từ chính kịch đến thần tượng đều được khen ngợi. Tuy nhiên thay vì đi theo con đường thanh y để chứng minh thực lực, Dương Tử lại sa đà vào hành trình làm tiểu hoa lưu lượng để được hóa đệ nhất mỹ nhân trên màn ảnh. Hậu quả của việc đóng quá nhiều phim thần tượng là diễn xuất của cô chẳng còn cuốn hút như xưa. Nếu cứ theo đà này, có lẽ Dương Tử sẽ dẫm vào vết xe đổ của Dương Mịch.